Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của Xe Điện Hải Đăng. Trong video này thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một chiếc xe điện trợ lực thống nhất dành cho nữ. Thì đây là chiếc xe nguyên bản, nó là một chiếc xe đạp thông thường như thế này. Còn đây là chiếc xe đã được bên mình lắp thêm động cơ điện và biến nó thành một chiếc xe đạp trợ lực. Bạn có thể thấy là nó vẫn giữ nguyên được kiểu dáng thiết kế ban đầu. Phần động cơ điện thì được lắp ở phía bánh sau. Đây là phần tay ga. Thay vì là một chiếc tay ga thông thường thì ở đây là mình dùng loại tay ga dạng gạt để giữ nguyên được phần tay nắm màu nâu của xe. Trên tay ga thì hiển thị lượng điện còn lại trong pin. Khi cần sử dụng thì chúng ta chỉ cần bật khóa lên là đi được. Thì đây là một chiếc xe chính hãng của Thống Nhất, do đó thì mọi chi tiết trên xe đều được làm rất tốt. Các bạn có thể thấy chiếc xe rất là mềm mại và nhẹ nhàng, phù hợp cho các chị em đi lại trong thành phố. Khi đạp thì cũng rất là nhẹ. Pin và bộ điều khiển của xe thì được đặt trong túi da. Chiếc xe này thì có thể di chuyển với quãng đường khoảng 30 cho đến 40 km trên một lần sạc. Thông tin chi tiết về sản phẩm thì mình sẽ đặt link trong phần mô tả của video để các bạn tham khảo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo.